ra nha, hôm nay anh có một cuộc hành trình, đó là hành trình chuyển nhượng Phan Đấn. Đây là tính Solex rất đẳng cấp. Đây em giới thiệu cho các bác luôn nha. Đây là một con Solex 9H đời xưa. Thì là hôm nay là em chuyển nhượng Phan Đấn cho đại gia về lĩnh vực tài chính thế giới quốc tế. Thì hôm nay nhân tiện giới thiệu cho các bác luôn. Là một cái hành trình chuyển nhượng Phan Đấn rất là lớn của Việt Nam nhưng quốc tế. Đây là cái tính số đăng ký H nha các bác nha, còn rất là mới, rất là đẹp này. Anh được chuyển nhượng cho bác đại gia để lĩnh vực tài chính thế giới. Đấy. Tính là còn rất mới, rất đẹp này, lãi suất rất là lớn. Em chuẩn bị lên khách sạn để chuyển nhượng cho bác đại gia. Bây giờ hành trình bắt đầu đi rồi, em cảm ơn các bác nha.